Thưa quý vị và các bạn, việc khai thác tiềm năng lợi thế trồng cây khôi nhung và một số loại dược liệu dưới tán rừng đã và đang mở ra hướng đi mới cho người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và chống xói mòn đất. Gia đình ông Phạm Bá Chiến, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bắt đầu trồng cây khôi nhung từ năm 2000. Sau khi thấy bà con hái lá khôi nhung trên rừng về bán cho các tiểu thương, ông mới biết đến cây khôi nhung và giá trị của nó nên đã đưa loại cây này về trồng trong vườn nhà. Đến nay với khoảng 0,6 hecta trồng khôi nhung, mỗi năm mang lại thu nhập trên 120 triệu đồng. So với các loại cây khác là nó rất tốt. Thứ nhất là tốt về kinh tế, thứ hai là tốt về mình thâm canh trên diện tích mét vuông. Trong vườn mình trồng sen này thì so với các loại cây khác là bây giờ nó đang là cây có hiệu quả kinh tế nhất. Ở cái là khi mình trồng ở trong tán rừng, tán vườn này thì trên mình vẫn có cây nấu lăm mà dưới mình vẫn được thu nó. Cũng giống như gia đình ông Chiến, gia đình anh Phạm Văn Tiến ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã trồng gần 1 hecta cây khôi nhung dưới tán rừng. Cứ khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng lại được thu hái một lần. Mỗi năm thu hái từ 6 lứa trở lên. Mở rộng cái diện tích cây dược liệu thì chúng tôi có thể là bà con nhân dân cũng nên sản xuất cái phương thức hữu cơ nào phù hợp với lại các loại cây dược liệu này, không sử dụng các loại phân bón hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật nhằm có nghĩa là nâng cao cái chất lượng đất cũng như là cái nguồn nước ngầm của chúng tôi có thể sử dụng được tự nhiên luôn. Huyện Trấn Yên hiện có hơn 100 hecta cây dược liệu, trong đó có gần 80 hecta cây khôi nhung. Được trồng tập trung ở các xã có nhiều diện tích đất cây lâm nghiệp lâu năm như Kiên Thành, Việt Hồng, Cường Thịnh, Đào Thịnh. Cây khôi nhung thì đang là định hướng tốt cho xã phát triển. Đến thời điểm hiện tại thì đối trên địa bàn xã Kiên Thành cũng thực hiện theo dự án nghị quyết 69 là cũng gần 5 ha và đặt tất cả tổng diện tích trên địa bàn xã Kiên Thành trên 10 ha cây khôi nhung. Thời gian tới, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng như cây khôi nhung, sơn thục, nghệ, đồng thời đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các loại cây dược liệu, các sản phẩm chế biến từ nguồn gốc các loại cây dược liệu của huyện.